Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự tối nay ngày 19 tháng 12 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại hội nghị lần thứ 5 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dâng hương kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Hầm sở chỉ huy tác chiến T1 chứng nhân lịch sử trong 12 ngày đêm đánh trả B-52 của quân dân thủ đô. Sáng nay, Tổng Bí